dạ dày. Xin mời thí sinh Đặng Quốc Bảo. Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi đến anh Thành, anh Giang, anh Ngô Kiến Huy cùng tất cả quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Dạ, đây là bạn diễn của em. Hai đứa em thì công tác đoàn ở xã. Hai đứa em chạy từ Tây Ninh lên đây. Xe máy à? Cái nét giống Minh Dữ à. Hai bạn là người yêu hả? À? Dạ không. Anh này làm xã khác, em làm xã khác. Xong rồi em lụm bánh lên đây anh chở em đi. Dạ em hỗ trợ. Mà hiện tại tới giờ em chưa biết em hỗ trợ cái gì luôn. Trời đất ơi. Dạ. Sao cứ xử tệ với người ta vậy? Hỗ trợ không cho người ta biết hỗ trợ cái gì. Nói trước không có chịu anh. Đúng không chịu hả? Dạ. Ủa lát người ta làm chật mình rồi mình rầy người ta nữa. Dạ không, dễ ẹt hả? Dễ ẹt phải không? Dạ. Rồi thi đi. Thời gian 60 giây bắt đầu. Nắng quá. Ý trai. Công tử, tại sao công tử lại nằm sình ở đây như vậy không trả lời? Chẳng lẽ nào công tử bị câm? Công tử bất tỉnh rồi à? Bất tỉnh à? Hô hấp nhân tạo. Công, không phải công tử mà là công. Dạo này gái thiệt dành trai không có lợi công. Truyền Quy Mama hồi chuẩn bị đi chùa giải nghiệp đó nha. Thôi hết thời gian rồi. Trời, tôi giận ghê. Đẻ ra mấy cái tình huống có duyên cũng chết luôn mà làm kỳ cục. Công tử nằm lại. Công tử nằm y về. Đúng rồi. Nha, nhẹ nhàng đi ra. Ôi, bầu trời thật trong xanh. Ôi, mọi chuyện vẫn trong lành. Ủa, một cái thay. Con gì mà dài dữ vậy? Để ta đo coi. Ồ. Biết nó dài như rồi không đo nữa. Công tử. Vậy công tử ơi, tên gì? Nói đi, giả bộ nói đi nè. Công tử giao dạy tên gì? Thôi công tử đừng nói. Ta cũng không có công tử nói đâu. Dạy dụ. Nín thở dạy dụ. Dạy dụ. Công tử à, người có biết không? Công tử ơi, em mà. Ủa, công tử bị sao vậy? Thôi đừng có nói mà, em ngại lắm công tử. Công tử bị sao vậy? Hiểu không? Em giả bộ em ngại rồi em che, em bịt rồi người ta dãy dụa, ta tắt thở. Bà lô bà, đừng mà. Mà bên kia ta tắt thở. Đẻ ra bao nhiêu tình huống hay. Rồi ra, nắng quá. Mướn bộ đồ nhiêu? 100 ngàn. Sao hả? 100 ngàn. 100 ngàn hả? Ừ, coi như lỗ nha. Giận quá. Thôi, về sinh hoạt đoàn tiếp vậy. Bye công tử. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Thách Thức Kinh Hài mùa thứ 6. Giáng sinh đã về. Merry Christmas. Ôi anh Giang, nay anh cũng đi xe buýt nữa hả? Nãy giờ em tưởng ai chứ anh Giang thì thoải mái đi anh. Dạ. Dạ em chỉ có nhiệt tình thôi chứ còn diễn em nhìn là em biết dở rồi. Rồi thi tiếp. Dạ thôi. Đón xem tập 12 Thách Thức Danh Hài mùa 6 phát sóng vào lúc 20:35.
tối thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2019 trên kênh HTV7.